Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay sẽ là tập tiếp theo hình của tựa game Metro Exodus. Như các bạn biết thì tập trước ấy, thì mình đã cùng cả đội đi qua lên được con tàu và đi qua được cái cầu, và tập này thì và mình đã đến được cái bong ke của quân đội ta. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong này cùng đồng If đội your exit is what's đi vào trong taking này. you here, well, if push comes to shove, you'll have to pretend to be a mute hero. Bây giờ hai anh kia sẽ Could đứng you ngoài at đội least mình. prepare a speech? Reporting to the minister is Hai no anh joke. đứng ngoài đội mình, rồi bọn mình cùng Get vợ và out of my cả case, bố vợ đi lên gặp tướng tướng lĩnh. Don't you feel like you should say something to Artyom now? Phải gì được cái này. You were right, Artyom. And I was wrong. Thanks for not giving up. Nào, các anh mở cửa ra cái. Để mà sao súng của bố vợ nhìn trông xịn hơn của mình ấy nhỉ? Here goes nothing. Đây là cả lãnh đạo kìa rồi. Cái nhìn giống kiểu vẻ bí mật. Ui. Comrade Minister, Commander of the Joint Special Operations Forces Squadron of the City of Moscow, Colonel Miller, reporting. I would like to request that my people are provided with temporary quarters and supplies, as there are women and children among us. Still, our fighters are in top shape and ready for action. Women and children? Good. Haven't had those in a while. Who are you? Yeah. Ui, ui, cái rồi. Họ đâm mình. Bỏ ra. Đạn đau thế. Bỏ ra. Cút. Chết rồi. Họ đập mình ra bạn. Xong. Thế đây là quả lửa. Thế là hết game rồi á. À, chưa 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 chết chưa chết chưa chết mà bọn này lôi mình đi đâu ấy, bỏ mày bỏ ra. What the... Where am I? Where are the others? Bọn này bọn nào? Everyone is fine. Đây nhìn sợ thế. Thằng kia thằng ạ, thằng kia thằng nào? I demand a meeting with the Minister of Defense now. Do not worry. Everything will be just fine. And even better. The Minister and the Chief himself are expecting you for dinner. Dinner? What the hell? Are you fucking mocking me? Shut up! The doctor is talking. Thôi xong rồi, cái lại Where? lọt đúng vào cái động hắn người ăn người cái bọn mà chuyên ăn thịt người rồi. Bọn mất dạy, khốn nạn. Don't you dare, you fuck. You're just fucking cannibals. Calm down. Đừng lại đây. And believe me, nobody likes that bitter taste. The girl will have to wait though. We must run the tests mày first. Bỏ ra, bỏ vợ tao ra. Tie my hands, you motherfucker, and I'll shove those tests so far up your ass, you'll be spitting. Watch your tone, young lady. Do as that young man does. Mày á, tao mà thoát ra được khỏi đây mày chết với tao. Quietly listens to wise people talk. You fucker, let me go. Thằng bố láo bố léo mày. Ui chết rồi. Thằng kia mày nhớ mặt tao đấy, mày dám đấm vợ tao. So, Colonel, now you will pick up the radio and tell the rest of your people and the train to come here. If you don't want her to suffer for a really long time before she is served. You understand?
chết rồi, bây giờ nó bắt bố vợ mình là phải gọi điện cho người còn lại trên mọi người còn lại trên tàu vào đây rồi. Không được, mày nhớ ấy, tao mà thoát được mày không còn mặt mũi để nói chuyện đâu. Mày nhớ ấy. Well, nice meeting you and all. Yakov, you may start. I'll get you even after I'm dead. That may well happen, Colonel. Đồng đội mình đâu hết rồi. I could choke on you or something. Trời ơi, nó... meantime, I'll excuse myself. Nó đem bố vợ mình lên bàn thôi. Mình đứng đây không gỡ được, không thoát được à. À đây, đồng đội mình. Đồng đội đây rồi. Now we'll be fooled again. Good. Cứu, các anh, cứu. Đúng rồi các anh. Xử hết bọn này đi. Đúng rồi, bố ơi, đập nó. Đúng. Kinh quá nhỉ. Đằng sau. Hay lắm. Bắn nó, đúng rồi. Đây là, được rồi. Lẹ được đồ rồi. Thế lại được đồ rồi, hay lắm. Cày thì đến kịp đấy. Mày nghĩ tao... Nào, thằng nào đâu vào đây. Vào đây. Nào. Ta sẵn sàng đợi hết của mày. Đợi cả lò vào mày ở đây. Ra đây, xả súng thoải mái. Yên tâm. Có mắt thở rồi. Súng hết sửa hơi. Nào nhanh. Nào hơi. Make it. Nhanh. Rồi. Hay đạn. À, có gì ở trong này không? Đạn không gian. Đạn đây rồi. Đúng đạn. Ờ hay, ngon quá. Mình đi lên nó, đi nhảy xuống. Ngon quá. Rồi, mình thoát rồi. Just like our old D6. Even the lift is the same exactly. Các bạn thấy cái loại thang máy này giống chỗ nào không? Cái này, loại thang máy này khá giống cái thang máy ở chỗ D6 trong Metro Atlanta. Bây giờ làm thế nào để cứu được vợ mình nhỉ? Sam, you check the filter room, the generator hall and the storage. Xem nào. Idiot, you come with me to the command center. Có lại có đủ đạn rồi. Artyom, you take the barracks and the sick bay. Chả có gì. À, chỉ một mình chống lại cả khu vực, cả khu này. Chơi đó, cửa đóng đó. Nhật ký. Đấy, nước sôi nửa bỏng này, còn nhật ký. À, bố vợ đồng đội đi an toàn nhá. Cho vào đây, cháu xử hết bọn này. Mở cửa. Ta bảo mở mà, mở nhanh lên. Đây, có định đóng mãi à? Hả? À,
Là sao? Kẻ trong này à? Ở đây. Mở, phải mở đường điện này đã. Thôi được rồi. Út. Đấy, tao sợ mày à? Có thằng có súng. Sửa hết. Mày nghĩ tao sợ mày. Mày nữa. Còn thằng nào nữa không? Này, láo. Mở được cửa không? Mày vào đây. Từ từ. Ui, nó có súng. May tao không có súng á. May tao không có súng á. Giữa đầu nha con. Lấy phụ kiện đã. Có được cái tay cầm rồi. Đấy, giống chỗ này giống kiểu nhà xác ấy. Thật. Láo. Quá láo. Không sao, bù lại bọn này có tài nguyên. Bây giờ mình lách qua đây. Vẫn có đạn dường à, kính nhỉ. Lấy đồ đã. Bật đèn lên. Chui đây có gì không? À thôi, không nghĩ là mình nên chui. Nó giống kiểu trường bắn. Chắc chắn. Thôi, mỉm á. Ui. Kia mới kiểu mới theo điệu Bắc Kinh Sơn đấy. Đường bị đóng khí rồi, mở khí rồi bị đi đường này. Láo. Mày nghĩ mày vào đây là thoát á? Nhảy làm gì đây hả? Rồi kinh dị quá. Mình thở phát ra khỏi đây. Mày ui. Sao gần mình với quả lại bắn xa thế. Một mày định tay không thức sắt à? Láo. Ui. Có nguyên một cái đầu người trong này. Attention Spartans! The command center is ours! Rally here if comms fail, idiot! Figure out the door and leave them! Lock down all the passages we don't need! Let those freaks run around! Get that! Nó cứ nổ súng mà chả thấy. Ba mấy kít. Vào. Trời tốt. Ừ.
Chui qua đường cống à? Đừng có thằng nào chặn nhá. Ồ gì đấy? Sao? Giữa đầu không chết gì á? Đúng rồi. Shotgun đam ảo thật. Lấy đồ thằng này đó. Nhưng mà đống đồ còn hiện đại khó khăn rồi. Có gì đâu, hết rồi. Để ra xử cái bọn kia rồi. Xong. Đơn giản gọn lẹ. Sao? Mày đội đối rồi. Lấy hết lực kiện ra. Rồi bọn mày một đống đồ. Láo. Hay trở ra không có súng á. Từ từ nhá. Đợi thế. Ừ, chưa hết rồi. Hay trở ra không có súng rồi. Ui, thằng này chổng mông rồi. Bây làm gì ạ? Hay mở cửa này ra. Ra lấy, đúng không? Từ từ, có thằng giáp. Lửa đây. Mày láo. Pháo này. Quả nữa. 4 quả nhá. Này, chết chưa? Ui, trâu thế, chưa chết. Lửa này. Lửa này. Quả nữa. Chết chưa? Phải chết. Mà thằng này tinh thật ăn 5 quả pháo không chết. Chết thế nào sức sống mấy lên như thằng này. Xong rồi, xác Desi, xác Desi, cái xác. Láo. Tay không có xác ở đây à? Hả? Chết chưa? Người trái đen. Nào thằng nào nữa. Các bạn thấy thằng nào rảnh như mình không? Vợ thì sắp tự. Ủa, sạc tính quá. Ui, đầu tách cả đầu người. Chả hiểu bọn này bọn quái, bọn mọi dợ như nào. Các bạn thấy không? Thấy mình rảnh không? Ui, sao co giật này. Mình vợ thì sắp hẹo, còn mình thì vẫn đi lút đồ. Đây là vợ mình đâu ấy. Vợ ơi, vợ còn sống không? Hay quá, may quá. Vợ còn sống. Nào rồi, cứ nào. Thằng này cũng ở đây à? Cút ra, cút. Vợ, lấy dao đi, lấy dao.
Follow us. So just freeze. Yes, yes. Let him go. Don't kill me. Now. Remember what I told you. There was an explosion. Enough chatter. Lao. Are you all right, Artyom? Thank God. Cho anh xin lại con dao nhá. Let's report to the colonel. Lao. Lão. Dad. Lão. Bắn bắn phải ra để vài phát nữa cho chừa. Để lại kiểu một cái nhà xác nữa. Let's go. Not too fast though. I need to catch my breath a bit. Trong này ui trong này một đống thi thể bọn này. Đúng kiểu ăn thịt người các khác. Đúng dân tộc ăn thịt người. Không biết Việt Nam mình có dân tộc nào thấy không? Rồi có đồ gì không nhỉ? Hết rồi. Vợ đi nhanh lên, vợ đi được không? Vợ không đi được, nằm xuống anh bế cho. This whole situation though. I thought we wouldn't see anything worse than that cult on the Volga. And that Zelantius with his damn fanatics. Rồi, đó, lên tầng máy. Vợ có đứng được, vợ có thở được không ấy? But no. It appears there was still space for growth. We could have got killed there. We almost got eaten here. That bastard. Unbelievable. To think he used to be vợ a doctor. Kịp, vợ có đứng dậy được không? Don't matter. We'll see what happens không, now. Mình không khoác đồ được. We did survive him after all. Mình còn một mấy khí đâu rồi. Không biết phải chơi được không? Hết pháo rồi. Chuẩn bị à? Quên thì chưa tắt Facebook. Ui. Ghê quá nhỉ. Súng này, súng như xịn. I'm all right. Who could have known? Who knew this? Could you imagine that? Chỗ nào nhỉ? Các bạn đợi mình một tí, mình thoát ra ngoài, mình tắt Facebook tí đã. Ok các bạn, mình đã quay trở lại đây. Trước lúc quay video này mình quên vẫn để Facebook. Like the watchers in Moscow. Those keep people underground with their deceit. These. All right, but what do we do now? Bây giờ ta phải làm gì à? Mở được bản đồ, có bản đồ nhá. What's down there? It's Caspian One, a comm center. There's one more just like that in Novosibirsk. Are you going to drag us to some other bunker now? I don't know, Anna. We have to make the decision together. Did you get everything you could, idiot? We're leaving. One moment, I'll finish breaking everything here. Come on, come on. Okay, all done. Ôi, máy tính này, máy tính thời nào ấy. Đi thôi. I don't think you should have put it like that, Anna. It all worked out this time, didn't it? It worked out. It really did. My concern is what if next time it doesn't. Lính chết như dơm như dạ. Có đồ, vẫn có đồ ấy. Of course not. All the more reason to strive and spend more time of what is a lot of time. Sát vào đây không có gì à? Over there. I've grown attached to him. Chế được đồ không? Chế được, chế được, chế được. Thế, mà không cho mình chế đấy rồi. Night vision à? Laser.
phải hết đấy. Đi à? Có đồ gì không nhá? Hết rồi. Đi. Giờ đi lên hay xuống ra? Lên à? Ui. Địch vẫn còn. Địch chưa hết đâu. Mày bắn ai nữa? Mày bắn ai? Cật chú quá non. Ui, nó kéo người à? Vợ mày á, tí cái rìu đâm vào mặt. Cho bọn này vào lửa. Quả nữa. Kéo như đưa như dạ rồi. Xong rồi. Bọn chó mất dạy thật. Xin lỗi nha, mình vừa nói bậy. Các bạn thông cảm. Nhưng mà quả thật là mình bọn này xương đáng phải chửi. Xương đáng bị tật chủng. I think I believed those pricks from Hansa. I believed that Moscow was controlled by the HQ, that we were under occupation, that we were still in war, that there were generals here giving orders. What an idiot, Suka! Bây giờ làm gì bây giờ nhỉ? I will repeat my question. What do we do now? Vợ mày cũng chung câu hỏi mình à. Bây giờ làm gì? To Moscow. Tell them the truth about the war. The government. They'll shoot us on approach. And even if we do break through, what can we do against Hansa? Stephen kia bảo là quay trở lại Moscow để nói sự thật. We could live there. What do we do about the locals? They weren't exactly happy to see us there. Do we kill them all? Is anybody here up for that? Back in Moscow, Artyom had been dreaming of finding a habitable place and building a colony there. Isn't it time we got to it? The idea is good. But how do we find the place? Just keep traveling? The Aurora needs an overhaul. What do we do if it breaks down? Vợ mình nãy giờ cứ ho thế nào nhỉ? Satellites! What satellites? You want to leave the fucking planet? There's a satellite communication center on the Caspian Sea. It survived the war. Oh. If we gain access to the data collected by the satellites... We won't have to travel around with it. Radiation level maps, even your regular satellite photos could really help us out here. Satellite cứ tưởng như là tiểu hành tinh. Nó là satellite ở một nơi nào, nơi là ở trên Nga. Vợ sao cứ ho thế? Vợ bình tĩnh nào. And second, does anyone have any better ideas? I don't. Tốt, không ai có gì, không ai có ý kiến. Artyom, shall we look for that place you wanted? Sound the horn then. Đến đâu vậy? 3 months on the road, 3 months of constant trial. But after Yamantau, we are ready for anything fate can throw at us. Mere kilometers separate us from the Caspian One communication center. Skip qua nhanh. Ôi, vợ mình bật ba lỗ rồi. Sợ. Từ. À, vậy là đây đã qua được mùa hè rồi.
Nhìn đất đây có vẻ nóng đấy, nóng phết đấy. Mình chuyển đi bay nhìn thấy tay mình không? Tay mình, tay mình nghe chứng tỏ mình cũng già phết. Tổ mắc cạn, tổ mắc cạn gì á? Cái gì á? Nó nói gì á? Ôi, ê, cái gì á? Cái gì á? Ôi. Ôi, không tận thế vẫn có ô tô để đi kìa. Ơ, không tận thế vẫn có ô tô thật à? Dừng lại, sau dừng. They stopped in that village there. Looks like somebody lives there. I see. How are the men doing, Demir? Stepan is the worst off. The others are not so well either. Only us. Sao bạn lại nhìn nóng lắm? Ada, you and Demir reconnoiter the area. We need to find the damn bunker and hit the road as soon as we do. We might have a slight problem with hitting the road, Colonel. And there's barely enough water in the boiler to make some tea. And we're all out of coal. I see. We'll need to address that too. Ana, Demir, one more task. Look for water and fuel. Bây giờ. Now, get the men ready. We need to set up defenses. Bây giờ chúng ta phải tìm nước và nhiên liệu. Just try to be careful, all right? Yeah. Artyom, we have to learn who those men with the car are. They do look like regular bandits, but we can't take risks here. The car was headed for the village. Looks like they have a car. Bây giờ tìm xem ai là người lái cái xe vừa rồi. Which is just what we need now. Move out as soon as you're ready. Đi ơi. Crest, can your rail car pull the train? Đây à. Thế đúng chất sa mạc. Clear. Phòng này không có ai. Trời nóng mà anh mặc giáp như đúng rồi. Mặc giáp từ đầu đến chân. Tin cắt. Are you going out? Look here then. Cái gì ấy? This is something I finished just now. Hollowed out a couple of T-Har bullets and filled them with explosive. Some explosive ammo right there. Đạn này đạn lửa đâu rồi? You can do it yourself. It's quite simple. Mình chế độ tí đã. Bây giờ có đạn lửa cơ đấy. Ôi mà đạn lửa mắc lắm. Đạn lửa phải tiêu 40 cái cờ lê và cả 40 lọ lọ 40 lọ hóa chất cơ. Nhiều lắm. Mình tích dùng tiết kiệm rồi. Không dùng liều được. Để xem còn gì nữa không nhỉ? Còn gì để chế không? Súng này là có kính nhìn đêm này, nhưng mà ban ngày này nhìn đêm có gì? Đây là súng nhiệt, ngắm nhiệt này. X4 này, ngắm Night Vision này. Chẳng có gì đâu. Ok. Đi không? Đó, mình bơm khí cái đã. Rồi thủ sẵn shotgun. Khi mình quên chưa chế đạn. Mình quên chưa chế đạn shotgun thì phải. Từ từ mình quay lại chế đã. Quay lại mình chế đạn shotgun này. Thế đạn súng kiểu liên luôn. Ok, thế là đồ đấy. Thêm được có 6 viên đạn. Chả bỏ. Ok, thêm viên nào hay viên đấy. Rắn à.
có cả tô, sa mạc vẫn có tôm à. Lại à, có đồ hay này, này có đồ. Ôi đạn, đạn gì hình giống hình nắm nhá, chắc là cái map này sẽ có, mình sẽ có súng bắn tỉa sniper ngon. Thằng nào kìa, còn thằng nào nữa không? Chắc hết rồi. Còn nữa. Headshot. Né ít thôi. Ôi trâu thế. Thằng này người này người gì chứ không phải là người đột biến rồi. Tốn bao nhiêu đạn của mình. Có nhà này. Cái gì đây? Một súng gì đấy? Súng gì đấy? Từ từ. Từ súng gì đây? Ngon. Súng bắn tỉa sniper, nhưng mà sniper này không có ống ngắm nhỉ. Mình xem có ống ngắm không. Có ống ngắm nhưng mà mỗi tội là phải, mỗi tội là ngắm dùng red dot mà. Thôi cho em xin lại khẩu shotgun. Đâu có ai đây. Ui cái gì đấy, bọn đó bọn này chui từ dưới đất lên ạ. À? Bọn này có cả thuật ẩn thân của Naruto à. Sợ quá, sợ quá. Mày đến, đến rồi hay sao này? Thêm khá nhiều đạn. Được cú rồi. Ui, bọn này đông lắm. Ôi, các anh này. Các anh, các chị, các anh. Sói. Mày phi ở đây à? Hả? Ở đây xe đây rồi. Sao trời tối vậy? Có thằng nào ở trên, có thằng nào trên này? Nó nào lên tầng bây giờ nhỉ? Không có đường để lên ạ. Đùa, đùa mình à? Đây có ý kiến gì không? Ý kiến gì đây hả? Có ba lì à? Lại có đồ không? Đây, đường lên, đường lên, đường lên. Có đồ gì sao lấy à? Láo. Láo.
Đạp cửa. Đúng rồi. Đây, vừa sân thượng rồi. Có ai không? Nào. Nó đang cầm dìu vậy? Nè. Đúng rồi. I surrender. Thằng đó đầu hàng rồi. Gắt rồi. Đơn giản. Cái gì ấy? Cái gì giống kiểu bơm xe đạp kìa. Đấy, có súng, có căn mới, ngon. Shotgun mới, nếu bạn chơi Metro Lalai thì sẽ biết có shotgun này. Để cho xin lại linh kiện nhé. Cái này có đồ gì không nhỉ? Mình tìm hiểu bớt kỹ á. Chắc là hết đấy. Đây, bị xuống giờ 1, 2, 3, xuống. Tổ sư, bọn kia mai phục sẵn rồi. Này, đi. Đi đâu? Lên xe à? Cút. Nào, lên xe. Đó, cái bơm xe đạp này. À, cái bơm xe này dùng để điều khiển xe mà một trọng cút cho khác mất chưa chết rồi. À, đi cút bẻ cho. Ngon, bây giờ có đồng đội chứ. Need help digging yourself out? No. Come out there. Hey. So, there's probably no chance to have a chat with the owners of this car. What a shame they're so silent. Giữa sa mạc có xe này tốt quá. Đỡ phải đi lợn, đỡ phải đi thả. In my book, driving beats walking in this heat any day. Which reminds me, you've got a good test drive opportunity. While you were playing in this sandbox, I found some antennas. And the communication center should have them. I think it's at that lighthouse, so you should head there. The lighthouse is so huge, you can't miss it. I have to stay and keep tabs on the area for a while. But once I'm done, I might join you there. Ôi giời ơi, nó bắt mình đi xa thế. À, đưa xe đây cho tao. Ôi, ô tô dùng vô lăng xe đạp. Nghe nhạc nghe trông vẻ hơi nhạc quê nhỉ. Cái gì ạ? À, là phải dùng cái này để mở, để nổ máy hiện đại phết. À. Mình đi đường nào nhỉ? Mình cứ đi theo đường này, chắc phải cứ đi theo đường này thôi. Đúng đường chưa? Đúng đường rồi. Xem trong này có gì không? Ôi, các bạn nhìn chân mình á. Đứng lơ lửng. Đấy, bên ngay có đồ. Hay lắm, tự nhiên. Hay lắm, vớ được sau gắn xịn. Đi chưa vào.
này dễ đi thẳng nhỉ? Đó, có vẻ đi thẳng. Tự nhiên mày vớ được quả xe, không phải lại phải đi bộ xa vật vã. Vẫn như cũ là mình sẽ cố gắng không giết người mà chỉ để ngất thôi, hoặc là mình đi stealth. Cái gì ạ? Đây có vẻ chạy địch các bạn ạ. Chạy địch. Chạy địch sao bọn này không bắn mình nhỉ? Lạ thật. Come check on us, yes? From Baron come from tower, yes? Nó cho mình vào thì mình vào ấy. You are great. You control the universe. You give all life. You make Master great. Why you are? What here do? Who led? Master no expect you. Go away. No go there. Already. You can't. Only flame will punish. Anh cần nói nhảm gì đấy? Không biết là ngủ nốt nấu đồ ăn sao dẹp luôn đồ ăn cho mày lấy đồ vậy. Bọn này là bọn địch các bạn. Đập hố nhanh gọn lẹ. Lấy vũ khí, lấy súng. Hai nữa. Một đống đồ, thằng này ngủ à? Tao cho ngủ thật luôn. Lấy vũ khí ăn. Dập lửa, xong chưa? Mất thế rồi à? Nhanh nhỉ? Nhanh hơn mình nghĩ. Thế coi là stealth thành công đúng không? Đây là súng gì ấy? Ui, 6 nòng. À, đâu? Đây là 2 nòng, 6 nòng đó. Thôi rồi, mình thích khẩu này hơn, cơ động hơn. À, như thế này có được coi là stealth thành công không nhỉ? Chắc có ấy. Có ai trên này không? Chắc hết này. Chắc hết đấy. Cho xin tí đồ vào. Chắc hết rồi. Thì mình đi xuống rồi. Lên xong lại xuống. Đi qua một cái trạm mà không mất một viên đạn theo thì still thành công thế mới sợ. Đi ơi. Good work and let me fight too.
lính ở cái map này bọn thúc các bạn nha. Còn có bọn step này bọn nô lệ sao ấy. Forgive me, Ursa. I stupid slave. No nothing. Nothing slave. At all. Nothing. Master up there. Yes. Master no. Yes. Rồi, xong rồi, bây giờ mình đi tiếp rồi. Mình đi đến đâu? Cứ đi thẳng chỗ này à. Bây giờ vụ mới. Chỉ huy giao cho mình hiệu. Chỉ huy giao cho mình nhiệm vụ mới đó là cứu một người tên là Wei. Về sẽ có thông tin, có thông tin cho mình, thông tin để đưa cho mình. Đồ ngon. Lại hầm. Mình không thích hầm tí nào luôn. Đu đây. Ui. Hầm như cả sắp sập ấy. Cái thằng này là sắp chết. Ok đấy, kệ đó. Đồ liên quan mình. Ok. Chỉ cần mình không chết nó. Để nó tự chết rồi. Chỉ cần mình không chết nó là mình sẽ không bị bắt ending. Cái thằng kia bị cháy kìa. Người lấy súng này ra. Rồi, tối quá nhỉ. Được, đúng rồi, mình có night vision này. Cái thằng kia sắp chết, hình như thằng kia sắp chết thì sao ấy. Đi qua đó. Tối thế, mình không thích dùng night vision tí nào luôn. Vậy còn hai thằng về sao? Thì là đợi kia quay mặt đi à, xong rồi mình sửa thằng này. Quay lại đây này. Bloody tired of checking every corner. And we could blow up here like nobody's business. Quay à. Đất đi. Súng nòng dài thế. À, qua thằng trên đầu. Một thằng dưới đất. Nó ra đừng có sập. Xem nào,
Cái nó không biết. Mi. Các bạn biết cái này, không? Cắt dây. Đấy, mình mà đi qua dây cái bình xăng này nó nổ cái vỡ mồm. Tắt này bị dần đi. Đèn đi nhìn khó. Mà bật đèn lên thì lại bị phát hiện. Giờ nghe tiếng súng đầu. Trước hết ngủ cả ngày đã. Hay mình hay mình tắt. Trong này thì đống bẫy. Ui, cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Cái này sau này có dùng không? Súng đầu đấy. Nó đang nằm, sợ để dùng lắm. Không dụng gì cho mình xin đồ. Từ mình chế đồ ra, xem có gì không mới không. Cái này gần hết. Mình chế thêm đi. Mình chế, hình như mình chế hơi nhiều rồi. Bọn nào vậy? À, ui ở trên cái tháp. Mình có vẻ mình phải cứu. Thế là mình sẽ đi kiểu bí mật luôn nhé. Ui vậy? Yeah, bạn thấy không? Đó. Mình sẽ đánh hết hết bọn này. Út, đúng không? Ngắt ghê. Bị phát hiện rồi, ngắt. Đấm này. Ngố. Mình không giết đặt mình. Ừ. Đồng thế. Có bao nhiêu thằng vậy? Né đạn, né. Ừ, mẹ. Chỉ là có vẻ không né được. Đấm này. Bận chưa bận, thằng chưa bận, trong lúc đấm lại đi bắn mình này đó. Mày đứng lại nào. Đứng lại nào. Súng mới đấy. Mình lấy đạn. Đấy. Còn xa nữa, còn thằng nào nhỉ? Đây. You killed my enemies, so I think you're a friend. Hey, me a bad guy. Doors blocked. Wait till I lower the lift. Có lẽ mình sẽ tạm dừng video này tại đây rồi. Cũng khá dài rồi. Nếu các bạn thích video này, các bạn có thể nhấn nút like của mình. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.